các cái sau nó chỉ đập ra có thể là nó do nó chưa đủ và là có một cái của trẻ và trẻ khi nào nó có một cái gì liên quan vào phát triển thôi thì là năm nay nó chỉ đập ra để nó đến thứ năm thì nó sẽ phải chơi đi qua cái việc là qua được cú phòng thì là cái gì qua thì sẽ đi bài này đây nhé tôi là chứ nhưng mà đấy thì nó tăng còn cái này vay tiền chứ không chỉ là cái đó mà cũng là cái ý này và cuối cùng không